Mỹ-Nga, chiến tranh lạnh chưa kết thúc. Đó là tên cuốn sách của tôi được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành vào năm 2017. Nếu ai đã đọc cuốn sách này thì không cảm thấy bất ngờ trước quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trong cuốn sách này có bài Chiến tranh lạnh chưa kết thúc hay là cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Nga. Xin trích dẫn ra đây một số đoạn. Sự kiện Liên Xô tan rã vào năm 1991 thường được nhìn nhận là hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh do Mỹ đứng đầu phương Tây khởi xướng sau khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Từ đó tới nay, trên thế giới vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau. Một luồng ý kiến cho rằng Mỹ vẫn chưa chịu chấm dứt chiến tranh lạnh mà vẫn tiếp tục thực thi nó dưới những hình thức khác nhằm đưa đất nước Nga, quốc gia kế thừa Liên Xô, đi theo quỹ đạo ảnh hưởng của phương Tây và chịu chơi theo luật của Mỹ, nếu không sẽ tiếp tục bị phương Tây làm cho tan rã thành các mảnh nhỏ dưới hình thức các quốc gia lớn, nhỏ do Mỹ kiểm soát. Đại diện điển hình cho luồng tư tưởng này là của Brzezinski, nguyên cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Ông đã từng đưa ra lập luận nổi tiếng với tư tưởng cốt lõi là trật tự thế giới mới do Mỹ lãnh đạo sẽ được xây dựng trên cơ sở các mảnh vỡ và sự tan rã của nước Nga. Ông từng tuyên bố trật tự thế giới mới sẽ chống lại nước Nga, lợi dụng Nga và được xây dựng trên sự tan rã của nước Nga. Luồng ý kiến khác cho rằng chiến tranh lạnh đã kết thúc sau khi Liên Xô tan rã, còn các biến động chính trị mang tên mùa xuân Ả Rập mà đỉnh điểm là cuộc chiến ở Syria cũng như cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm bùng phát cuộc chiến tranh lạnh mới giữa phương Tây do Mỹ đứng đầu và Nga. Bản chất của hai luồng ý kiến đó không có gì khác nhau và đều có chung một điểm. Đó là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược toàn cầu của Mỹ trong việc chống phá Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay là không để tồn tại một nước lớn nằm ở trung tâm lục địa Á-Âu cản trở tham vọng thống trị thế giới của họ. Cho dù Moscow có phát triển theo mô hình kinh tế thị trường và hội nhập vào nền văn minh phương Tây hay không. Tư tưởng cốt lõi của chiến tranh lạnh và chiến tranh lạnh mới. Trong chuyên khảo chính trị mang tựa đề Giành ưu thế toàn diện hay là nền dân chủ bá quyền trong thế kỷ 21 ấn hành vào năm 2009, sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, nhà nghiên cứu chính trị, lịch sử và kinh tế Mỹ William Engdahl đưa ra nhận định dư luận chung trên thế giới vẫn cho rằng chiến tranh lạnh đã kết thúc tính từ thời điểm dỡ bỏ bức tường Berlin vào tháng 11 năm 1989, tiếp đến là sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991, nhưng suy nghĩ đó rất xa lạ với thực tế. Đối với Lầu Năm Góc và Washington, chiến tranh lạnh chưa bao giờ kết thúc mà đang và sẽ tiếp diễn dưới những hình thức nhìn bề ngoài rất hòa dịu như đối tác, hợp tác, hòa bình, hữu nghị, nhưng không kém phần quyết liệt hơn, tàn bạo hơn, mang tính xâm lược cả về kinh tế, chính trị, văn hóa và quân sự, nhằm mục tiêu không thay đổi là phá hoại nước Nga với vị thế là một quốc gia có chủ quyền và toàn vẹn về chính trị, kinh tế và văn hóa. Điều này có thể gây sốc đối với không ít người ở Nga và trên thế giới, nhưng đó là sự thật. Mục tiêu của Mỹ và một số nước phương Tây trong chiến tranh lạnh xuất phát từ tư duy địa chính trị do nhà nghiên cứu địa chính trị và địa chiến lược Anh Harold Mackinder khởi xướng. Theo tư duy này, đế quốc Anh xây dựng chiến lược toàn cầu để thực hiện mục tiêu đầy tham vọng là không để mặt trời lặn trên đất nước Anh. Trong đó, nhiệm vụ then chốt là kiểm soát một vùng địa chính trị vô cùng quan trọng trên lục địa Á-Âu, mà trong đó nước Nga chiếm vị thế trung tâm. Gần như đồng thời với tuyên bố nổi tiếng của Mackinder vào năm 1904 về địa chính trị Á-Âu, một nhà thuyết giáo có ảnh hưởng ở Mỹ là Brooke Adams cũng đưa ra dự báo về sự xuất hiện đế chế toàn cầu Mỹ và triển vọng của Mỹ chiếm lĩnh toàn bộ không gian địa chính trị Á-Âu. Luận chứng của Brooke Adams về đế chế Mỹ toàn cầu chinh phục lục địa Á-Âu đã được sử dụng làm cơ sở luận chứng cho chiến lược xác lập quyền lãnh đạo chính trị của Mỹ trong một thời kỳ mà lịch sử đã từng ghi nhận là chiến tranh lạnh. Những người có công trong việc thiết kế nền đế chế Mỹ trong chiến tranh lạnh tập hợp bên trong và xung quanh những tổ chức có uy tín và ảnh hưởng lớn như Hội đồng Quan hệ Quốc tế Mỹ và Quỹ Rockefeller đã từng kế thừa và phát triển tư duy địa chính trị của Brooke Adams. Đó là Henry Kissinger và Zbigniew Brzezinski, lần lượt là cố vấn an ninh quốc gia cho các tổng thống Mỹ Richard Nixon và Jimmy Carter.
Trong chuyên khảo mang tên Bàn cờ lớn ấn hành năm 1997, Brzezinski coi chiến thắng của Mỹ trong chiến tranh lạnh là chiến thắng chống lại đối thủ địa chính trị Liên Xô. Brzezinski đã nói rõ quan điểm của giới tinh hoa chính trị ở Mỹ sau khi giành chiến thắng trong chiến tranh lạnh là Mỹ cần phải ngăn chặn sự liên kết giữa các quốc gia có chủ quyền trên lục địa Á-Âu, không để cho họ phát triển các lực lượng quân sự riêng độc lập với NATO do Mỹ chỉ huy. Điều này giải thích vì sao Mỹ không ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Cộng hòa thuộc Xô Viết trước đây, chia rẽ họ với nước Nga và lôi kéo các nước Đông Âu và các nước trong không gian hậu Xô Viết gia nhập NATO. Theo William Engdahl, các tổng thống Mỹ như George Bush, Bill Clinton, George Bush con đã bí mật che đậy đa số người dân bình thường Mỹ về một thực tế là đối với một bộ phận chủ chốt trong xã hội Mỹ như Lầu Năm Góc, tổ hợp công nghiệp quân sự, các nhà thầu quân sự, các tập đoàn tài chính, công nghiệp, các hãng dầu mỏ và dịch vụ dầu mỏ khổng lồ, thì chiến tranh lạnh mới với Nga đang diễn ra dưới hình thức chiến tranh khác với chiến tranh lạnh trước đây. Do bị các phương tiện thông tin đại chúng bưng bít nên rất ít người Mỹ và ở các nước phương Tây biết được rằng sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Lầu Năm Góc đã ráo riết nhưng thận trọng thực hiện chiến lược quân sự nhằm giành ưu thế trên khắp hành tinh. William Engdahl nhận định, đối với Lầu Năm Góc, vì Liên Xô, đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Mỹ không còn nữa, nên cuộc chiến tranh lạnh mới được diễn ra dưới hình thức của cái gọi là chiến lược chiếm ưu thế toàn diện, nhằm theo đuổi mục tiêu chiếm ưu thế trong tất cả các lĩnh vực, ưu thế trên bộ, trên không, trên biển, trong vũ trụ, trong môi trường điện tử và trong không gian thông tin. Trong thực tế, cản trở duy nhất đối với Mỹ trong việc thực hiện chiến lược chiếm ưu thế toàn diện sau khi Liên Xô sụp đổ chỉ có thể là nước Nga. Trung Quốc tuy có sức mạnh to lớn về kinh tế, nhưng trước mắt chưa thể thách thức với Mỹ và NATO về sức mạnh quân sự. Ukraine, mặt trận của cuộc chiến tranh lạnh mới. Năm 2014, cuộc khủng hoảng Ukraine bùng phát từ cuối năm 2013, dẫn tới cuộc đảo chính nhà nước vào ngày 22 tháng 2 năm 2014. Trong đó, các lực lượng phát xít mới và dân tộc cực đoan nhận được sự ủng hộ và tiếp tay của một số thế lực ở Mỹ và phương Tây nổi lên lợi dụng làn sóng biểu tình của người dân phản đối quyết định của Tổng thống Yanukovych tạm hoãn ký kết hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu, đã dùng bạo lực lật đổ chính thể hợp hiến ở Kiev. Paul Craig Robert, nguyên cố vấn cho Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nhận định, Mỹ gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine nhằm nhiều mục đích. Thứ nhất, đẩy Nga ra khỏi căn cứ quân sự của hạm đội Biển Đen ở cảng Sevastopol của Ukraine. Thứ hai, tạo ra cuộc thanh sát sắc tộc đẫm máu chống lại người Nga ở miền Nam và miền Đông Ukraine, dẫn tới cuộc di cư ồ ạt người Nga từ Ukraine về phía Nga. Thứ ba, phá hoại tiềm năng sản xuất cực kỳ quan trọng ở các thành phố Kiev và ở Đông Nam Ukraine hiện đang thực hiện các đơn hàng quân sự của Nga. Thứ tư, Mỹ và NATO sẽ triển khai căn cứ quân sự ở Ukraine, trong đó có căn cứ quân sự ở Crimea. Thứ năm, ở Ukraine sẽ hình thành các trung tâm huấn luyện khủng bố để tấn công vào các mục tiêu tại các khu vực Bắc Kavkaz, Siberia và nhiều khu vực khác ở Nga. Thứ sáu, kịch bản cuộc đảo chính nhà nước ở Kiev sẽ được áp dụng ở Moscow và các khu vực khác trong không gian hậu Xô Viết. Do đó, quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp ứng nguyện vọng của người dân Crimea sáp nhập vùng đất này trở về với đất mẹ, cũng như ủng hộ nguyện vọng của người dân vùng Đông và Nam Ukraine giành quyền độc lập nhiều hơn với chính quyền trung ương ở Kiev, không phải là sự can thiệp hay xâm lược Ukraine, mà là nhằm cứu quốc gia Đông Âu này không bị lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng có giữa lòng châu Âu sau chiến tranh lạnh. Nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin không cứu Crimea và người dân Đông Nam Ukraine, châu Âu sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà kết cục của nó có thể dẫn tới chiến tranh lớn ở châu lục này. Một diễn biến đáng lo ngại trong chiến tranh lạnh mới là vào ngày 5 tháng 12 năm 2014, Hạ viện Mỹ với 411 phiếu thuận, 10 phiếu chống đã thông qua nghị quyết 758, trong đó có nội dung cáo buộc Nga xâm lược Ukraine, từ đó đưa ra đề nghị chính phủ Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, yêu cầu NATO và các đối tác của Mỹ chấm dứt hợp tác quân sự với Nga. Hạ viện Mỹ không chỉ yêu cầu Ukraine và EU từ chối hợp tác với Nga, mở rộng các biện pháp cấm vận chống lại Nga, mà thậm chí còn đề nghị EU và Ukraine không nhập khẩu năng lượng của Nga. Nghị quyết còn đưa ra lời đe dọa trực tiếp nhắm vào Nga, cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước hủy bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu. Trong một bài viết với tựa đề
chính sách đối ngoại chống Nga, đăng trên tờ The American Conservative số ra ngày 9 tháng 12 năm 2014, bình luận viên chính trị Patrick Buchanan nhận xét, nghị quyết 758 là một nghị quyết chống Nga, đầy rẫy những cứ liệu bịa đặt và sự ngạo mạn đến tột đỉnh. Theo Patrick Buchanan, việc nghị quyết 758 cáo buộc Nga xâm lược Crimea là hoàn toàn trái với thực tế, vì không có bất kỳ hành động nào của Nga can thiệp từ trên không, trên bộ hay trên biển vào vùng đất này. Người Nga có mặt ở Crimea phù hợp với một số hiệp định đã được ký kết với Ukraine, còn việc Nga sáp nhập Crimea chỉ là để khôi phục lại một sự công bằng lịch sử. Nghị quyết 758 đặt châu Âu trước nguy cơ chiến tranh cận kề. Về nghị quyết này, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã đưa ra nhận định. Theo tôi, đây không phải là cuộc đụng độ quân sự, không phải là xung đột giữa Nga và Ukraine, mà là một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn. Tôi có thể nói một cách hoàn toàn tự tin rằng người Mỹ đang khiêu khích nước Nga dính líu vào một cuộc chiến tranh. Vấn đề còn lại chỉ là chiến tranh sẽ nổ ra khi nào và với nguyên cớ gì. Thậm chí, ông Robert Fico dự báo, cuộc chiến tranh lớn này sẽ bùng nổ bất ngờ như tiếng sấm giữa ban ngày, để dư luận xã hội không kịp tập trung vào các biện pháp phòng thủ và chống chiến tranh. Đầu tàu chiến tranh ở Washington đã khởi động để thúc đẩy cỗ máy chiến tranh ở châu Âu, coi cuộc chiến tranh này như một lá chắn cho nước Mỹ. Washington toan tính dùng người châu Âu để đánh nhau, bảo vệ cho sự bình yên của nước Mỹ. Trong một bài viết đăng trên tờ Global Research, tổng biên tập Mikhail Chusrovsky viết, tình hình hiện nay không chỉ là một cuộc chiến tranh lạnh mới mà còn nguy hiểm hơn nhiều. Trong đó, Mỹ đang hướng tới mục tiêu phát động một cuộc chiến tranh nóng. Để ngăn hiểm họa chiến tranh thế giới lần thứ 3 ở châu Âu được châm ngòi ở Ukraine ngày 15 tháng 12 năm 2021, Nga đã đề xuất với Mỹ và NATO ký kết hiệp định bảo đảm an ninh Mỹ-Nga và NATO-Nga để xây dựng cấu trúc an ninh bền vững ở châu Âu. Trong đó có yêu cầu không kết nạp Ukraine vào NATO. Đề xuất này của Nga đã bị Mỹ và NATO bác bỏ với lý do Nga là bên chiến bại trong chiến tranh lạnh nên chỉ có thể chấp nhận sự sắp đặt của Mỹ trong trật tự thế giới mới. Đầu tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp và hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz để tìm cách hóa giải cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị hai ông này thuyết phục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thực hiện thỏa thuận Minsk, bởi đây là giải pháp chính trị duy nhất đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua và có tính ràng buộc pháp lý để hóa giải cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoàn toàn bác bỏ thỏa thuận Minsk. Về sau, chính cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp François Hollande thú nhận thỏa thuận Minsk chỉ là trò câu giờ để chuẩn bị cho lực lượng quân sự của Ukraine. Trước động thái này của Mỹ và NATO và cả Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố phương Tây cần hiểu rằng Nga không còn đường lùi bởi các căn cứ quân sự của Mỹ và NATO đã áp sát biên giới Nga và sẽ có biện pháp kỹ thuật, quân sự để đáp trả kiên quyết và mau lẹ trước những bước đi không thân thiện của đối phương. Một trong những biện pháp đó là phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.